Hello anh em nha. Rin bữa giờ đang me làm một cái bể cá săn mồi mọi người. Thì hôm nay đã về được mấy con đây để mình bắt đầu setup cái bể cá săn mồi của Rin, thì mọi người cùng xem nhé. Mọi người vào được mấy con này đó, trung hòa đi. Đây là chân zebra nha mọi người. Lần trước có mấy con mà khách bắt mất rồi, bữa nay Rin phải quyết tâm làm một cái bể riêng của Rin. Đẹp không? Rin sẽ nuôi nó dưới sâm đây nè, đó, ở dưới sâm đây nó có đá đồ này, mình làm hang làm đồ cho nó, mình sẽ dưỡng nó dưới đây chơi chung với cái bể của Rin luôn. Học lấy không mọi người, quá đẹp ha. Chân zebra. Mấy con đây thì mấy hồi Rin cho nó ăn tôm á mọi người. Tôm á, mình cắt miếng tôm cái mình đưa cho nó là nó đớp à. Cảm giác nó như có ngựa vằn á mọi người. Nè, cái này y như có ngựa vằn á. Ai mà sợ rắn chắc thấy mấy con này rén lắm đúng không? Đẹp ha. Phê mọi người, bữa nay chơi mấy dòng săn mồi nước mặn. Mình sẽ chơi anh em mà thấy bể xong rồi nước mặn ok thì anh em làm bể chơi thôi. Những con này thì rất là dễ nuôi, xong rồi ở trong nhà của mình á mà mình nuôi mấy con này thì kiểu độc lạ mọi người. Quá đẹp luôn. Con chình zebra này thì nó đỡ ghê hơn là cái con chình mà nó có bộ nanh kia. Con chình có bộ nanh kia thì nhìn sợ lắm mọi người. Mấy con đó thường người ta nuôi với cá mập á, với lại nó khá là hung dữ. Con chình zebra này thì mình cho nó ăn tôm thôi mọi người ạ. Đẹp không? Còn bên đây thì có ít cá nè. Để kiếm cái rổ cho anh em xem nha. Lấy rổ bắt lên cho anh em xem. Để bắt tay thử có được không nhé. Đây. Rồi. Đây là xích lai mọi người. Quen không? Đó, đây là xích lai nè. Mấy con này mấy con bóng cát nè mọi người. Cái bóng cát đây nó sẽ ngậm cát và nó phun á, nó làm sạch nền cát rất là tốt. Còn đây là xích lai hồng. Cảm ơn em nhiều. Đây xích lai hồng bắt cho anh em xem nhé. Xích lai hồng sao mà đợt đây size lớn người ta. Hôm qua có con size lớn gấp đôi luôn. Lâu lắm rồi thì mới thấy một con xích lai to tới như vậy mọi người. To mà mình bắt mình sợ nó cắn luôn ấy. Đã hè. Xích lai này, đó. Cho mọi người coi hai loại xích lai khác nhau ha. Ở Việt Nam mình thì có hai dòng xích lai này thôi mọi người. Đó, anh em cho nó ăn rêu hại trong bể rất là tốt luôn. Nên thấy cái mỏ nó ghê chưa, mình sợ nó cắn á mình không dám bắt luôn. Rồi, còn đây là một đàn bóng nè mọi người. Đó, để bắt lên cho anh em xem nha. Con này nó đi cặp với nhau cưng lắm. Đây nè. Bóng đầu vàng, bóng cát đầu vàng mọi người. Nè cho mọi người xem kỹ nè. Đào con cá đầu vàng ha. Cái con này thì mọi người chơi, Rin nghĩ là chơi bể fish only á, chơi bể san hô thì mình đừng có để san hô nền, do là mấy con này nè nó sẽ ngậm cát là nó phun á. Nhiều lúc có san hô nền là nó sẽ phun trúng mặt mấy con san hô là nó sẽ kiểu yếu san hô của mọi người á. Nó còn chơi bể fish only thì vui lắm, nó cứ ngậm cát nó phun rồi cái nền cát của mình sẽ rất là sạch sẽ ha. Cái dòng bóng này Rin rất là thích nuôi nè. Để vào vườn nữa mà làm bể fish only, Rin sẽ thả con này là cho bể mình nó sinh động hơn rất là nhiều ha mọi người ha. Ở trong đây thì mấy con cá bóng ăn rêu. Đây là bóng đuôi vàng nè, đuôi vàng đuôi cam gì nè. Đó, cái con này thì màu nó không được đẹp, nhưng mà cái đặc điểm của các bạn đuôi cam này thì ăn rêu rất là tốt mọi người. Mấy cái bể bị rêu hại nhiều á, mọi người thả con này vô nó không chết rêu rất là tốt. Mà Rin thấy con này cưng á mọi người. Kiểu mấy con mà nó xấu quá đi là kiểu thành đẹp á. Giống kiểu thay lòi đúng không? Đó. Xấu xấu nhưng mà nó có ít mọi người. Nhiều bạn là thấy xấu rồi lại thích ha. Như bây giờ Rin là bắt đầu thấy thích rồi đó. Bắt đầu có cảm tin rồi đó. Nè, bữa nay về được hai loại nhà bóng. Bóng ăn rêu với lại bóng cát. Quá trời đã ha. Rồi, bây giờ sẽ trung hòa con trình zebra này mọi người. Cái mình sẽ mình thả ở trong găng đây nhé. Đây, thả ở đây. Các mọi người, sau khi mà mình trung hòa xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ bắt nó qua bên kia nha.
đây thấy nó kiểu giống con rắn vậy, mình cũng ngại bắt tay mọi người, mình nên bắt vợ đi cho nó chuyên nghiệp nha. Đã chưa, đã chưa. Rồi, tí nữa chắc là mình sẽ làm một cái đoạn ống nước á, mình bỏ cho nó nứt. Ở bên kho còn ống nước không em? Đoạn ống nước dài của nó. Dài. À, đoạn ống nước của tụi đây nè. Tụi đây là ống gì? Rồi, con đây nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nó vô đó để cho nó nghỉ ngơi ha. Rồi ngày mai mình sẽ làm clip cho nó ăn, cho ăn tôm, ăn đồ cho anh em xem. Cá săn mồi nha. Trình zebra. Đó. Ok, khả năng là sẽ lấy bớt đá ra để cho có chỗ không gian. Ê mọi người, mình sẽ lấy đá ra bớt nha, để có không gian cho mấy con đang hoạt động. Ví dụ như là một bên núp đi, thì một bên mình sẽ đỡ không gian mà cho nó ra săn mồi đồ đó mọi người. Chó chặt quá. Đó, lấy ra ha. Đây là đá sống á, tí nữa em bỏ vô cái hồ đá sống cho mình nhé. Đá sống á mọi người. Ồ, thấy là bắt đầu tìm chỗ núp á mọi người thấy không? Mình sẽ coi quy hoạch lại chỗ ở cho tụi nó. Đây mình để cái ví dụ ở giữa là không gian cho núp đi ha. Mình dọn mấy bên đây. Mình làm kiểu thành nhà ở cho núp kiểu các kiểu. Nè, làm hang cho nó. Nè mọi người, mình sẽ dọn hết ra nha. Dọn hết ra, trừ chỗ cho đi nè, giờ đá hơi nhiều ha. Đây, giờ mình sẽ quy hoạch hết nha mọi người. Dọn hết ra, ví dụ chỗ nào để cục đá cho núp thì mình để cục đá. Chỗ nào không thì mình sẽ lấy ra ha. Không gian để cho nó di chuyển nó luồn lách này, mọi người thấy hồ đẹp không? À, đá thì chứ. Rồi. Đó, nhìn thoáng hẳn ha mọi người. Rồi mình gác làm sao để chừng nó đừng có đè á. Mọi người hay xếp mà nó không có cân á thì nhiều lúc nó bị đè con cá của mình. À. À, bỏ đây đi. Mấy cái đá sống sẵn đây mọi người. Ở bên bỏ cái ngăn bơm nha, bởi vì toàn bộ là đây là vật liệu lọc hết đó mọi người. Mình bỏ đi ra ngoài thì nó bị giảm mất cái lượng vi sinh của mình ha, giữ lại được bao nhiêu thì giữ ha. Rồi mình sẽ tìm đây, ở bên đây thì sẽ hơi rối nè. Rồi mình tìm cách là bố cục nó lại nha. Bây giờ lấy rất là sợ đụng tụi đây. Cái cục đây thì mình sẽ để giữa nè. Đấy, để cho nó có đường nó đi. Đó, từ đây đó, nó luồn lách nó né rồi đó, né ở đây ha. Ha. Rồi. Ui chà. Nguyên cục đây lớn quá mọi người. Cứ lấy ra trước đi ha. Chẳng thiếu đâu, cái mình bố cục vô sau. Rồi, đây. Mọi người thấy ông đó đang tìm cá để tạo hang kìa. Ở bên kia mình có làm sẵn hang cho nó rồi. Thôi cái hang đây mình thấy kiểu hơi chật. Ở bên có lại là mình cũng sắp xếp bố trí lại xíu, do là nếu như mà không cơ cấu lại, mọi người giống như xây nhà mà không có cái móng á, nhiều lúc con này nó chạy ra mình nó giật cục đá thì nhiều lúc nó lại tông sập nhà đè con kia á, cho nên là mình phải cơ cấu lại á mọi người. Rồi đây nha mọi người, mình lấy cục này ra luôn nha. Để coi hết sức cẩn thận. Ở đây có cái trình ở đây. Đấy. Thôi mọi người, ok rồi nè. Đó. Mày bé bắt đầu tìm được nhà của mình ở bên kia rồi. Mà nó dọn dẹp setup cô này ha. Cố gắng đừng có động nền nha mọi người, bởi vì cái hồ này là mình đang nuôi cá mà.
ha, động nền thì nó khả năng nó bị sốc vi sinh đó, rủi ro cho mấy cá của mình. Đã chưa? Rồi, mình sẽ làm sao cho giống cái rạn nhất nha mọi người. Sẽ đắp sao cho giống cái rạn nhất. Rồi, giờ mình gác cái cục khác lên nữa là xong ha. Rồi, rồi cứng cáp không? Đó. Ở đây đi được nè, mình chưa chỗ ở sau cho nó rồi, rồi thấy không? Rồi sao mà ok, hai miếng này đi mọi người, hai miếng này đi cho an toàn, thấy nó nhẹ nhàng hơn nè. Đó, mốt và có thả cua hay gì á thì nhiều lúc có leo lên đây mình cũng ngắm được ha. Đó, quá ok luôn. Rồi ok anh em nha, bây giờ mình để tụi nó nghỉ ngơi đi, ngày mai mình sẽ cho nó ăn rồi gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Mọi người thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh dưới đây giúp Rin nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye. Rin có để một cái mã QR ở đây thì anh em quét mã này sẽ dẫn tới một cái nhóm ở trên Facebook cũng như Zalo. Thì đây là những cái nhóm mà Rin đưa những anh em yêu sinh vật biển lại với nhau để mọi người có nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi kinh nghiệm ha. Thì anh em nhớ đọc kỹ nội quy giúp Rin trước khi tham gia vào nhóm để đảm bảo là nhóm của mình ngày càng phát triển nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.